Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh của cặp đực 3B ha. Đó thì cặp đực này thì dòng F2 này của chú chị. Đó thì hai con thì em quan sát thì chân móng hoàn thiện, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó nhưng em nói hai con này thì pin lực thì khỏi nói luôn. Đó. Thì hai con này thì lụng khoảng 6 tháng tới 6 rưỡi tuổi của chú chị. Đó 6 tháng 6 rưỡi tuổi ha, chiều cao nó là từ 1m08 là 8 từ 1m1 bò tới về á. Đó như em nói cái dòng F2 thì nói chung thì dòng những con bò xin đủ của chú chị, ý con bò siêu đó, nói chung bị nhầm khi nó cũng những con bò siêu nó không có cao hung nhưng mà được con cái thì để con ra rực lạc. Đó thì cặp đực 3B F2 này thì anh chủ nhà cũng bán giá là 30 triệu. Đó 30 triệu là bao ship ha, bao ship của chú chị mình tới nhà luôn trong vòng 28 số. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em ha. Đây về phần chân móng thì hai con thì chân móng xương sóc thì rất to. Đó chân móng là chân móng sò của chú chị. Hai con em nói hai con này pin lực thật khỏi nói luôn. Đó thì trước tiên con này nè. Đó mặt mày nè, đầu thì nói chung thì con này thì hai con thì đầu cũng dạng sừng nhưng mà sừng vắn vắn của chú chị. Đó mặt mày nè, chú chị thấy không? Đó mặt mày nè. Đây tướng tá cấp mình nè, cô chú chị thấy không? Đó nhưng hai con thì nó thôi đít nở dài nở cái dạng đít khỏi nói luôn. Đó dạng đít khỏi nói luôn nè cô chú chị. Đây nói chung thì cái con lông xù này nè, đó tướng tá cấp mình nè, dai nè, đít khỏi nói luôn. Còn con đây thì nói chung thì đó nói chung thì hai con thì đều có bông hết trơn ha. Đó con này thì bông ức chia bông rúng nè cô chú chị. Đây tướng tá cấp mình nè. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại với tôi lên. Đó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp nha. Đó thì cặp B này giá là 30 triệu. Đó 30 triệu là bao ship á, bao ship của cô chú chị mình tới nhà luôn trong vòng 28 số ha. Tướng tá thằng này tướng tá dài đòn nó minh lực. Tướng tá nè. Đó về phần mặt mày nè, những cái đít nè, chú chị thấy cái đít của nó không? Đó, còn con đây nè, con này thì nói chung thì nó không có pin lực bằng cái con lông xù xù của chú chị. Đó nhưng hai con chiều cao nó dao động ngang ngang với nhau. Đó thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại với thùng hình. Đây chân móng nè, đó chân móng là chân móng sò ha, con này thì bông bụng với bông quất luôn nghe cô chú chị. Đó chân móng là chân móng sò, nói chung thì cái dòng F2 thì nó nằm thì nó lựa mấy chỗ nước luôn nằm không à, nên nhìn thấy nó dơ. Đó, nhưng nói chung thì hai con thì xương sóc thì khá to luôn cô chú chị. Đó tướng tá cấp mình thì khỏi nói luôn. Đó rất dày bò ha. Này tướng tá cấp mình nè. Đó thì cặp đực này giá là 30 triệu. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tổng hành. Đây còn phần con này mặt mày nè cô chú chị. Đó con này mặt mày nè. Còn con kia con này thì có bông tráng ha. Đó thì trước khi em vô bò thì bà con mình có quyền kiểm tra bò trước khi thanh toán tiền. Đó mình kiểm tra có bú dỗ cắn hay không. Đó có thùng rúng thùng ruột hay không rồi bà con mình sẽ nhân bò ha. Đây thì con này cái đít của nó thì khỏi nói luôn. Đó đít chừng dai của con lông xù này khỏi nói luôn nè cô chú chị. Đó. Đây nói chung thì con này thì cái mắt nó có cái hộp cơm của chú chị. Đó mắt có hộp cơm ha. Đây tướng tá cấp mình nè, em nói con nào mấy nó dài đòn không pin lực thôi khỏi nói. Đó thì hình ảnh về giá cả của cặp đực 3B này thì em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị rồi. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng cặp đực này cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Đó giá là 30 triệu là bao ship em, bao ship thì cô chú chị tới nhà luôn trong vòng 28 số. Đó thì hình ảnh về giá cả của cặp đực này em gửi đến cho cô chú chị xong để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh của hai bộ mẹ con ha. Đó thì trong đây thì hai con mẹ thì hai con mẹ bô xin này của chú chị. Đó nói chung thì đang giữ hai con trái kem, nói chung thì hai con trái kem thì rất mát sữa luôn của chú chị. Đó thì cái con mẹ sừng quáo này nè. Đó thì nói chung thì hai bộ này thì mẹ thì đang giữ đứa lứa thứ ba của chú chị. Đó con mẹ sừng quáo này nè. Đó con nói chung thì con mẹ này thì kiểu mẫu thì khá đẹp, nói chung thì hiện tại đang giữ con trái kem này được 2 tháng tuổi nè của chú chị. Đó còn cái kem thì thôi lực lạc tướng tá thì khỏi nói, hiện tại nó đang lụng mông máu luôn.
Đó thì mẹ con thì em quan sát thì chân móng hoàn thiện nha, không ổn xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó thì con mẹ này em đo chiều cao là 1m32 bò. Đó 32 bò của chú chị, để con nè, nói con nó dài đoạn kiểu mẫu. Khỏi nói luôn. Nó kiểu mẫu rúng biếm khá đẹp ha, mẹ thì rúng chìa. Đó. Còn thì con bộ mẹ con tông nè. Đó con mẹ bô xin tông thì hiện tại đang giữ con cái kem này thì được 4 tháng tuổi của chú chị. Đó nhưng con mẹ thì anh chủ nhà có nói bơm tinh lại được 1 tháng rồi. Nhưng bộ nào cũng lứa thứ ba tên của chú chị. Đó, thì con mẹ tông thì chiều cao là 1m35 bò. Đó 35, còn con nó dao động khoảng 1m10 mấy cô chú chị. Đó nói chung thì hai con là dòng F1 ha, nhưng hai con mẹ thì khá đẹp luôn. Thùng dạo tướng tá cấp mình khá đẹp của chú chị. Đó thì hai bộ này thì anh chủ nhà bán giá là 60 triệu. Đó 60 triệu là bao ship ha, bao ship cho cô chú chị mình tới nhà luôn trong vòng 280 số. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tầm hình. Đây hai con thì em nói rất mát sữa luôn cô chú chị, hai con nó ú tướng tá cấp mình nè, nói chung thì sao mình để mình làm giống sinh sản luôn. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em ha. Đây tướng tá nè, con này con này là con mẹ này nè cô chú chị. Đó đây mẹ con nè. Đó thì về phần chân móng thì em quan sát chân móng sò nó xương sóc thì rất to. Đó thì trước tiên em quay bộ mẹ con bự trước ha. Đó vú thì 4 vú nè. Đó vú thì 4 vú, còn con nè. Con nó lưng dài nè cô chú chị coi nè. Hết biết không? Đây, con mẹ tướng tá cấp mình nè cô chú chị. Đó, con mẹ tướng tá cấp mình nè. Đó con mẹ nè. Đó thì nói chung thì con mẹ này thì hơi ít trúng ha. Đó, ít trúng chân trước nè. Đó, bò thì nói chung thì tướng tá cấp mình nè cô chú chị. Đó, con mẹ lớn nè. Đây con mẹ này thì có bơm tinh rồi được 1 tháng của chú chị, thì anh chủ nhà nó bơm tinh kem này luôn. Đây mặt là kìa, mắt là mắt đen. Đó xe mặt nè, xe mặt thì nghiêm chỉnh, nó xe lưng thì nghiêm chỉnh luôn. Đó xe mặt xe lưng nghiêm chỉnh của chú chị. Đó vú thì 4 vú ha, nói chung thì mẹ này ít rúng. Đây chân nè, đó chân sau nè. Đó nhưng được con cái thì bơm tinh được 1 tháng rồi. Đây còn con nè, con chân móng xương sóc thì rất to, đít dai nè. Đó con thì con này em quan sát xe lưng nghiêm chỉnh luôn cô chú chị. Đó đây con nó sao mình để làm giống sinh sản luôn. Nói chung thì dòng bò lai về sái tích ta cũng chăm chế đây. Đó còn xe mặt con mẹ con này thì cũng nghiêm chỉnh luôn cô chú chị. Đó mặt mày nè, đó chân trước nè, đó chân sau nè, chân móng là chân móng sò. Đây tướng tá cấp mình nè cô chú chị thấy không? Đó thì anh bán hai bộ này giá là 60 triệu. Đó 60 triệu là bao ship nha, bao ship của chú chị mình tới nhà luôn, 200 số. Đó tướng tá thùng dạo con nào nấy cù vú hết biết luôn. Đó còn con này. Đó con sừng quịt nè. Con sừng quịt là con của bò nhỏ nha cô chú chị. Đây con này chân móng nè, chân móng này cũng chân móng sò, vú thì cũng 4 vú. Đó rúng thì rúng chiền. Đó chân trước nè. Con này thì chiều cao là 1m32 bò. Con này xế lưng thì hơi tròn về dai. Đó xế lưng nó hơi tròn về dai, xế mặt thì nghiêm chỉnh. Đó sừng thì sừng quịt nha cô chú chị. Đây hiện được con cái để con nè cô chú chị coi nè. Đó đít lưng nè. Em nó mát sữa thì khỏi nói luôn. Đó thì bà con mình thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em ha. Đó xế mặt thì nghiêm chỉnh. Đó thì em quan sát thì liền một màu luôn, không lan không đốm gì cô chú chị. Đó không lan không đốm gì ha. Đây nhưng mà được con cái thì con mẹ này thùng dạo thì khá đẹp luôn. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mấy con này cứ liên hệ số điện thoại tới tùng hình. Đó thì anh chủ nhà này bán hai bộ luôn cô chú chị, hai bộ là 60 triệu. Đó thì bà con nào thấy ưng đó thì mình mua về mình để làm giống sinh sản ha. Nói chung thì bà con mình mua thì mình lựa những con mẹ mà để con ra mát sữa như này, mình thấy thức ngắt luôn cô chú chị, để con thì rất mát sữa luôn. Đó thì đối với những bộ mấy con mà đã rồi như thế này thì bên em bán sẽ bao lội của chú chị mình trong vòng 3 tháng. Đó nếu về có lú hí trục trặc thì bên em mới thâu bò về, nó hoàn tiền bò tiền xe đủ cho cô chú chị mình luôn. Đó thì nói chung thì hiện tại em đang có chuyến giao về An Giang. Đó An Giang với Bà Rịa Vũng Tàu. Đó thì bà con nào ở với Củ Chi, Tây Ninh thì bà con nào ở mấy vùng đó hoặc mấy vùng lân cận thì em sẽ ghép xe luôn cho bà con mình đỡ tiền phí xe. Đó thì còn nếu bà con nào muốn mua lẻ thì cho em sẽ nhắn tin số chủ nhà cô chú anh chị mình mua lẻ ha, mua bộ nào mua bộ đó.
Đây hai con con em nó bát mát sữa khỏi nói luôn đó. Cô chú chị thấy cái dàn đứt dàn lưng của nó nè, hết biết không đó. Cái con này sao để làm giống sinh sản luôn đó. Cái đít của nó nè, hiện tại thì nó đang rụng luôn máu luôn của chú chị đó. Nó mà gặp con đực cái là hết mình luôn đó. Con thì em quan sát cũng chân móng hoàn thiện luôn, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì vô vô quánh quánh cái đít bò này. Con kia giặt ra cái đó. Em thấy cô chú chị thấy cái đẻ con không, những bò mà đẻ con mát sữa vậy thì khổ chê luôn đó. Đẻ con nào nấy nó mát sữa hết biết luôn, cù sữa nó đó. Thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em ha. Qua đây nè, qua đây quấn cái trong bò kia ra, tướng tá gặp mình nè cô chú chị, hết biết. Con nào mấy kiểu mẫu khá đẹp luôn đó. Đó cô chú thì thấy con không, nói chung thì những con bò mà để con mát sữa như mình để làm giống sinh sản là khỏi nói luôn đó. Thì hình ảnh về giá cả của hai bộ mấy con này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị rồi đó. Thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình đó. Thì để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay